Vâng, xin chào các bạn đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Hôm nay ngày 9 tháng 5 năm 2019, em sẽ tiến hành đánh giá chi tiết tổng thể tất cả các cái xe đạp em hiện có mới về tại cửa hàng trong ngày hôm nay. Thì em sẽ đánh giá một loạt, sẽ chia làm hai phần tại hai kho xe đạp của em. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết từng chiếc xe một cho các bác xem. Vâng, chiếc đầu tiên đó là chiếc Doppelganger đỏ đen, xe này xe Nhật bãi, cấu hình là 7 lít đa đĩa, xe touring Doppelganger, con này giá là 3.8. Bao ship toàn quốc. Tiếp theo là con touring format, cấu hình 2 đĩa 8 lít đề Claris. Tiếp theo là con touring gian lê, con này size thấp cho những các bác nữ hay là cho các bác nam có chiều cao trung bình đi. Tiếp theo là con Merida, touring Merida thì cấu hình thì là xe đua nhưng mà được trang bị tay bằng. Tiếp theo là con touring gian Momentum, con này thì xe đi trong phố, cũng có thương hiệu Giant Momentum, Ai lít. Tiếp theo là con FCR 3100 touring của Giant, 8 lít 3 đĩa phục nhôm. Tiếp theo là con Giant FCR 3300 3 đĩa 9 lít đề Sora, con này là cấu hình tốt, giá 6.500. Tiếp theo là con touring FCR 3500 cũng của Giant, 3 đĩa 8 lít phanh dầu, này phanh V, phanh cơ. Hỏi sang bên này là một loạt địa hình ạ. Đây là con này là địa hình Sava khung carbon, em mới về tiếp. Cái dòng này em bán rất chạy, giá là 7 triệu con carbon này, khung carbon luôn, khung carbon phanh dầu màu đỏ đen ạ. Tiếp theo là địa hình check 3500, có hai bản, một bản phanh đĩa và một bản phanh V, giá đều 5 triệu. Tiếp theo là con Carex Plus, cấu hình khủng, giảm sóc hơi khung nhôm, đùi đĩa trục rỗng DOR, bê đan bi vòng, cối may lổ 9 níp phanh dầu. Tiếp theo là địa hình ngon bổ rẻ phanh dầu, thương hiệu Motachi màu đỏ đen, khá là thể thao. Và tiếp theo là con Nau X, cũng rất là thể thao, giảm sóc dốc sốc chính hãng của Mỹ, giảm sóc dốc sốc của Mỹ, đùi đĩa 3 tầng trục rỗng và lip 10 tầng đều DOG. Tất cả các những xe này thì các bác muốn xem chi tiết thì các bác hãy nhắn Zalo cho em để em gửi ảnh chi tiết cho các bác xem. Tiếp theo là con Chinix thương hiệu Ý, đề Antut 9 lít, giảm sóc khung nhôm, giảm sóc hơi phanh dầu Shimano. Con này là giảm sóc hơi, tức là ở đây có hai con giảm sóc hơi là con Chinix giá 6 triệu và con Carex Plus này. Tiếp theo là con XCR 3500 thì con này cũng giảm sóc hơi nhưng mà 11.500 thì hôm nay em đã có nhận cọc rồi, tức là con này đã bán, hôm nay em đã có nhận cọc của một bác rồi. XCR 3700 giá 11.500, giảm đã được trang bị giảm sóc hơi đề DOG tay bấm SLX, đã 11.500 là đã bán, con này đã bán ạ. Tiếp theo đó là dòng một con địa hình em mới về, đó là con Specialized, địa hình Specialized dốc Hopper Xper, dốc Hopper Xper, con này thì cấu hình khá ngon, phanh Shimano độ mới quá mới luôn này, làm sóc dốc sốc Mỹ chính hãng, khóa sóc trên tay, khóa giảm sóc trên tay. Khóa giảm sóc trên tay. Tay bấm DOG. Đề DOG phanh dầu Shimano. Khung nhôm dốc Hopper Specialized, dốc Hopper chính hãng. Đề SLX. Tiếp theo là con gian
địa hình gian ATX Pro. Con này cấu hình là phanh dầu, đè Antut, tay bấm Antut. Gian ATX Pro. Tiếp theo là con Touring XF SL2. Con này thì quá là xuất hiện quá nhiều trên kênh của em rồi. Size này size S, em đang có 3 con, một con size XS và hai con size S. Lại tiếp theo đó là một con OCG xe đua size S. OCG 5300. Hai con này thì em đợt này em về hai con, một con này và con trong kia. Quá mới luôn. Hai con như mới. Hình thức đẹp trên 90%. Bác nào mà đi được size S, phù hợp size S thì alo cho em. Trong cùng là con SL1, gian SL1 giá 9,5 triệu. Đề Alivio SL1 nó hơn SL2, đắt hơn SL2, SL2 giá 7 triệu. Và có 3 con SL2, một con size M, một con size hai con size S và một con size XS. Có hai con OCG 5300 đều là size S. Vâng, lại tiếp tục một con Merida Scultura 92. Con này bán cũng khá chạy, con này dòng khá là đỉnh, gọi là tốt cho của xe đua Merida. Tiếp theo là một con xe đua Merida Shadow. Con này size 50. Size 50, các bác muốn ảnh chi tiết thì các bác nhắn Zalo cho em. Còn con Scultura này size 47. Scultura này size 47, còn Merida Shadow ở size 50. Size cao hơn. Tiếp theo là con Touring Nhật bãi, con này xe Nhật bãi. Calondale Quick 4, con này Quick 4. Calondale Quick 4. Touring càng nhôm. 3 đĩa 8 lít. Các bác muốn chi tiết cấu hình những con nào ấy thì các bác nhắn Zalo cho em. Con SL2, con này là size XS. Cho các bác nào muốn size thấp. Đây. Có hai con size S và một con size XS. Tiếp theo là xe đua Merida Rai 901. Cấu hình 2 đĩa 8 lít. Giá 9,3. Một con xe đua bãi Nhật hiệu Trinity Plus. Một con Euro 3 xe đua giá rẻ. Một con Zai World Max 2200 cũng là xe đua giá rẻ. Đây con mấy con Nhật bãi giá 3,6, 3,8. À đây là tiếp tục lại có một con đèo đua đẹp, hai con đua đẹp. Một con Sava. Sava khung nhôm. Mà cấu hình cái chế tạo thì lại giả như là carbon. Tay lắc là Sora luôn, Sora đời mới. Tay lắc Sora đời mới. Càng nhôm khung nhôm, không mối xử lý mối hàn như không có. Đè Sora là khá đẹp. Tiếp theo là con xe đua Forever. Tay bấm cả là Zip. Cũng đời mới luôn. Đè Tourlay Forever. Con này rẻ tiền hơn con này. Con này đắt tiền hơn. Con Sava đắt tiền hơn. Con Forever rẻ tiền hơn. Thì bao nhiêu tiền thì các bác nhắn Zalo cho em. Con này có cái yên rất là êm. Đây, tổng thể. Đợt này em về khá nhiều xe. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí, còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng phụ kiện về và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái
cái xe mà em vừa giới thiệu đấy, thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8 phần 10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em này em bán đồ cũ cho nên số lượng chiếc xe chỉ có một chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển cọc thấp nhất là 500.000, thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền. Đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác, thì tùy theo, có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia, thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoảng 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.